Đấy. Cái lớp đặc thù của cái táo đào vàng này thì các bạn cắt sớm nhé. Đây, cắt sớm này. Đó, cắt sớm. Quả còn một lớp cuối. Đây các bạn nhé. Mình cân một quả này xem là bao nhiêu nhé. Đây, một quả này các bạn nhìn thấy không? Táo Đài Loan này. Đó, gần 3 lạng. Mỗi cái loại táo có một đặc thù riêng ấy, bán sớm, thằng này nó bán sớm, giá nó cũng cứ đều. Cứ 20 25 nghìn một cân. Xin chào các bạn, chúc bạn một buổi sáng tràn đầy niềm vui. Một cái tháng củ mật chuẩn bị đến rồi. Hôm nay cũng đã là 11 12 rồi. Ôi, chuẩn bị rằm đấy các bạn ạ. Đó, loanh quanh chỉ còn hơn chục ngày là Tết thôi. Cái mùa trồng cây thì cũng là đã bắt đầu cũng tương đối là lâu rồi. Thì hôm nay buổi sáng thì mình lại vừa đánh cây từ vườn về đây và sẽ gói ghém cho anh em nhé, để gửi cho các bác anh chị em tại Tuyên Quang, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương, nói chung là cũng khá khá đấy. Thì cây giống đây có đủ loại luôn. Cây này là cây đại mật đấy các bạn nhé. Đây là đại mật này, đó đại mật đây, vừa đánh ở vườn về rất là ướt luôn đấy. Buổi sáng tinh mơ trời lạnh thì nói chung là có đủ loại luôn. Thế nhưng mà trong cái video này thì gọi là giới thiệu các bạn cây đại mật này. Và đây còn là cái lô cây đây, đây, những cái cây đây, bó của đây của chú Bình nhé, chú Bình tại Sơn Dương Tuyên Quang này đó. Thì còn cây đào vàng đây thì lát sẽ mình sẽ gửi xe khoảng hơn 400 cây cho anh. Đây, cây đào vàng này, đây đây là cây đào vàng này các bạn đó, tên thì rất là đẹp đúng không? Đó, lá cây đào vàng này các bạn. Đó, lá nó rất là tròn nhé. Cây táo đào vàng này có đặc điểm là chín sớm, nó chua chua rôn rốt và rất là thơm, nói chung là rất là thích. Bán thời điểm này cơ bản là gần như là đã kết thúc vụ rồi. Đó, gửi cho một anh chị khoảng gần 400 cây đào vàng này. Đó, thì các anh chị mà có thể tham khảo cách cây trồng đầu cây giống đào vàng này nhé, tức là trồng táo cây đào vàng này. Và năm nay là cây đào vàng này, còn tóm lại là năm nào cũng thế thôi. Tức là nó chín rất là sớm nên là bán rất là thích. Hai là cái vị của nó rất là thơm, bán cho các bác anh chị ăn gọi là như kiểu ăn, các bạn mà thích ăn chấm muối cũng được mà ăn không cũng được, rất là ok nhé. Đó, đào vàng đây đó. Đó, lá đây, cây. Thì lát mình sẽ mời các bạn sẽ thăm vườn táo đào vàng nhà cô mình nhé. 30-40 gốc như năm nào cũng được tầm 70-80 triệu đấy. Cây đào vàng này cho các bác anh chị, lát thì mình sẽ gọi là gửi chạy xe và gửi luôn cho các bạn anh chị luôn. Ở cách nhà mình khoảng tầm 40 cây nhé, toàn bộ là chuyển đào vàng hết đấy. Đó, còn các bạn mà dòng táo nào thì cũng đều có giống táo đó thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ lên đóng để hoàn thiện cái đơn cây giống cho các bạn anh chị nhé. Trong buổi sáng thì mình sẽ gửi cho các bạn anh chị luôn. Các bạn lấy cây rễ thì có rễ nhé, rễ kìa. Cây bầu thì có bầu, nói chung cây nào cũng ok cả thôi. Cây bầu thì các bạn mất thêm tiền ship nhỉ, tiền đóng gói, vì thực ra là đóng gói nó tương đối là lâu và kỳ công này, những cái hộp hiếc mình phục vụ để đóng này. Còn cây rễ thì nó như thế này đây đó. Đó, chia cho các bác anh chị và đếm chia cho các bạn anh chị: táo xuân, táo Đài Loan, táo đại mật, kim đào mật, đào vàng, nói chung các loại luôn, táo chua đấy, đầy đủ hết đó. Những cái cây dễ trần thì mình chỉ cần gói đơn giản thế này thôi các bạn nhé. Đó, đây. Đó. Đây, về Bảo Thắng Lào Cai đây. Đó, đây. Đó, chỉ gói thế này rất là ok nhé, gửi luôn cả về cả trong cả miền Nam luôn. Vì thứ nhất là mình gói ở trong này thì nó rất là giữ ẩm này. Đó, giữ ẩm này. Và rất là kín đáo, nói chung là về đến nơi thì các bạn các anh chị chỉ việc trồng, hoặc là nếu chưa trồng các anh chị có thể ủ hoặc có thể dâm vào trong những cái chậu ươm, chậu bầu ươm là ok nhé. Đó, cây dễ dễ đây. Thì các anh chị mình xin nhắc lại là có cả cây bầu cả cây dễ trần nhé. Đây gọi là cây dễ trần này, bầu là có bầu đây, còn đây là cây rũ rễ nhé. Đây, còn phía kia là thuốc thang gọi là phụ kiện để gửi cho các bác các anh chị đây. Sông Lô Phú Thọ, à, Sông Lô Vĩnh Phúc này, Tiên Du Bắc Ninh này. Đó, những cái hộp đấy thì mình sẽ đóng luôn ở trong này để thuốc thang ruồi vàng nhện đỏ các loại bệnh cho táo nữa để gửi cho các bạn anh chị. Đấy, thì các anh chị có nhu cầu cần trồng táo này, alo cho kênh Núi Đồi Lục Ngạn theo số điện thoại mình đã để ở trên tiêu đề video các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Đây các bạn ơi, táo đào vàng đây.
đã phá xong gốc rồi đây, và ngày hôm qua thì cô nhà mình đây là tuốt gốc, còn lại tuốt buổi cuối cùng đây, tuốt ngọn rồi đây. Đó, đây quả này là quả gọi là quả cuối cùng của cây để đi bán vụ năm nay đây. Nếu mời các bạn ăn thử nhé, táo đào vàng đây. Tức là cái táo này là để ngâm rượu đây hả cơ? Cái này ngâm rượu thơm lắm cô ạ. Chỗ này rồi, táo đào ngâm rượu rất là thơm mà uống rất là thích luôn các bạn nhé. Nhưng mà phải ngâm quả chín, phải quả nồm nồm này. Vâng, đúng rồi, như này là ngon này. Vâng, phơi cho ráo nước đi. Đó. Đây còn cái vườn táo này thì là toàn bộ là đào vàng hết. À, chỗ này là hôm qua là chắc còn hơn chục cây cô mới tuốt nốt phải không cô? À vâng. Còn phía trước này là cô đã cắt để trồng bí lên rồi. Đấy các bạn thấy không? Táo năm nay bây giờ mới làm gọi là chưa cả Tết nhé, nhưng mà đã thu xong rồi. Đó, cái đặc thù của nó là thu sớm đều quả đây. Quả của nó là đây là quả gọi là nhỡ các bạn nhé. Quả to của nó rất là nặng, cũng gần 10 quả một cân đấy. Mà các bạn ăn quả đào vàng này. Thơm lắm. Thơm vị táo các bạn. Đây. Đây lá đào vàng đấy các bạn. Đó. Toàn bộ lá đào vàng. Nó tròn tròn nhỏ nhỏ. Cái vườn này mà các bạn có thể xem lại cái video là cô nhà mình có quả rồi nhưng vẫn vạc cây ấy, vạc gốc ấy. Đây. Gốc này các bạn. Vạc như quả nó cũng rất là lớn luôn nhé. Đây. Đó. Đây, vạc gốc đây. Đây những cành của nó. Ở cái lớp cuối này cũng còn khá nhiều, cô đã chặt rồi hả cô? À vâng. Tức là cái lớp cuối gần như là để cho nó cắt sớm để lên sớm thôi. Vâng. Cái lớp ngọn này phải gần Tết đấy cô nhỉ? Đấy thì lớp cuối này còn rất là nhiều quả các bạn này, còn nhiều quả lắm. Vâng. Cái lớp đặc thù của cái táo đào vàng này thì các bạn cắt sớm nhé, để cắt sớm này. Đó, cắt sớm quả còn một lớp cuối nữa nhưng mà cũng không tiếc, coi như bỏ để thu sớm cho vụ sang năm. Đó, cắt sớm để ra mầm sớm, mầm sớm thì nó ra sớm đấy, tức là cái đặc thù như vậy. Nên là còn nếu mà cái lớp cuối này của cô mà để lại còn thu có khi cũng phải ra hàng tạ nữa cô nhỉ. Đây nhiều còn trong đây còn xanh cả gốc luôn đây nhỉ. Và đợi không đợi nữa, coi như bỏ cái lớp cuối, không ăn lớp cuối nữa. Để còn thu soát được gọi là thu vét được hai bao nữa xong để cho vụ cơ bản nhất là lại đón vụ năm tới, bởi vì thực ra là lớp cuối thì chỉ còn hàng bi bi thôi các bạn ạ. Đó, đây. Đây, toàn bộ đây của cô là táo đào vàng hết đây, gốc đẹp lắm, gốc to. Và ngày kia là mưa rét đấy cô ạ. À mai nhỉ? Ừ mai đã rét rồi. Tối nay nó về rồi. Tối nay không khí lạnh là về rồi. Và ăn đám cưới cháu ở trong nhà này 2 ngày rồi. À vâng. Ngày hôm nay là đáng là nó bảo cả hai ông bà vào, nhưng bà phải bật cho cháu. Vâng. Và thế là dọn vườn để cho xong sớm đây. Đấy cô lại đã cấy được thêm liếp bí đỏ rồi. Đó thì các bạn thấy không? Thu táo xong thì bao giờ cũng trồng được cây thấp thôi, như là bí, cà, rồi thì dưa, giấy các thứ, là tức là nó nằm thấp thấp ấy. Thì các bạn được khoảng ăn 3 tháng sau khi mà ra Tết tháng 4 bắt đầu là ăn xong cái lớp này là táo nó lên mầm là vừa đẹp. Đó, các bạn dọn dẹp thu là ok luôn rồi. Đào vàng đã thu xong nhé, đã dọn dẹp xong rồi. Đây, còn mình mời các bạn tiếp tục ăn quả đào vàng này. Nó thơm, nó ngọt, và nó thơm thơm, mùi dịu dịu, nó chua chua, rôn rốt, rất là ok luôn nhé. Gốc đào vàng cái thì đã thu trước bên kia chắc là phải nửa tháng rồi, bởi vì bí bầu bí đã tốt hay rồi. Thu của táo đào vàng là thế đấy các bạn, đã cưa cành, đã cắt cành, gọi như đã thu xong vụ rồi nhé. Đào vàng đã thu xong vụ rồi. Nên là cái việc mà mỗi cái loại táo có một đặc thù riêng ấy, bán sớm, thằng này nó bán sớm, giá nó cũng cứ đều, cứ 20-25 nghìn một cân đầu vụ nhỉ. To đẹp, rất là ok, cũng rất là nặng và rất là ngon, và đặc biệt là rất là dễ làm, nó không có bệnh và ít bệnh, ít gãy cành và làm rất là dễ. Đấy, quả thì đây, đây còn quả trong bao đây nhé. Bây giờ mình sẽ chở luôn hai bao này luôn. Đó, mình sẽ lấy luôn hai cái bao này luôn đấy các bạn ạ. Đây quả này luôn nhé.
Vâng ạ, đó đây. Ừ, cái quả này gọi là quả nhỡ nhỡ, còn quả bé bé là bỏ đi chắc phải cũng phải mấy bao này rồi cô nhỉ, cuối cuối. Ừ. Và nó nhỏ hơn, chọn hơn, nhỏ hơn phải không? Và bây giờ gọi và cuối 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 vụ rồi. Và để làm cho nó kịp vụ cho vụ tới đấy. Và đây đào vàng đây. Đó, hai bao. Thắng ơi. Đó, đây. Đấy, hàng này về sẽ đóng đây nhé các bạn nhé. Đó, hàng ngày hôm nay đây. Quả Đài Loan là nó cực VIP luôn này các bạn nhìn này. Sợ. Đây quả này bây giờ lát mình sẽ cân thử cho các bạn biết là mấy quả một cân nhé. Sợ. Đó, một bao to một bao bi đấy. Đó. 30 cân nhé các bạn nhé. Dùng cân 30 cân để cân cho các bạn xem là chọn cái quả gọi là đài khủng khiếp thế nào nhé. Đây. Một quả này mấy lạng này. Quả này hai lạng tròn này. Đó, đây. Những quả đây. Ui. Đó. Ba quả 7 lạng. Đây, ba quả 7 lạng này. Đấy, đây này. Chắc bốn quả một cân tròn này các bạn này. Bốn quả một cân tròn này. Đó, 4 quả 1 cân này. Xin một đây các bạn nhé. Mình cân một quả này xem là bao nhiêu nhé. Đây, một quả này các bạn nhìn thấy không? Táo Đài Loan này. Đó, gần 3 lạng. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, khủng chưa? Quả táo Đài Loan thôi nhá, không phải táo gì đâu cả. Đó, toàn bộ là hàng VIP hết. Đó. Đây quả này các bạn nhìn thấy nó lộc ngọc luôn này, cầm này đấy, các bạn cầm không thể hết được, ba lạng một quả, đương nhiên ba quả một cân đấy các bạn nhé. Đấy, chọn những cái đây, ví dụ mình chọn cái hàng VIP hẳn nó ra như đấy, nó gọi là VIP của siêu VIP đó. Đây hai quả 5 lạng, đây một quả này là quả anh, quả này quả em này, đó khủng chưa. Đấy, đây nữa này, đây tóm lại toàn bộ là thế cả thôi. Quá khủng, quá khủng. Ba quả 7 lạng. À. Đây còn là cái hàng đào vàng đổ ra nhé, một cái bao bi đây các bạn nhé. Còn đây là bao nhỡ nhỡ hơn này, đó quả nó rộng rộng hơn này. Đó, đào vàng nó là thế đấy. Đấy, còn phía trong này là xuân này, để bi này, các quả các kiểu luôn đấy các bạn. Ở trong clip này mình muốn giới thiệu các bạn là cái táo đào vàng nhé. Táo đào vàng năm nay bà con rất là chuộng và trồng, nói chung là trồng rất là sớm. Đấy, thời điểm này là cắt cây nhé, thời điểm này là cắt cây rồi và thu xong rồi. Đây là quả cuối cùng ở cái vườn nhà cô mình đây, rồi mình trở về để đóng đây. Đó. Đấy, nhìn thì nó tựa tựa táo chua, tựa tựa táo khi xưa, nhưng mà khi mà chăm to thì nó bự lắm các bạn ạ, nó bự cực bự luôn đấy. Đó. Đấy, các bạn có thể tham khảo và trồng đào vàng nhé, rất là dễ trồng, dễ chăm sóc. Và ruồi vàng thì ra ruồi vàng nó cũng ít hại, thằng đào vàng này nó cũng ít hại các bạn ạ, ít hại cái thằng đào vàng này. Ô nhiều bao nhiều xẻng thế chị, đó rất nhiều bao, rất nhiều chỗ, đó rất nhiều túi. Và đầy quá, 2, 4, 5 bao xong rồi dừng trước xong kẹp lên nữa. Đấy, quá là siêu luôn đấy. Toàn bộ là tao sắc táo đây các bạn nhé. Đó. Đây, cái táo này thì các bạn ăn các bạn đừng vào táo tàu các bạn nhé. Táo ta đấy các bạn nhé. Táo Việt Nam, táo của bà con mình đấy nhé. Mua tại đây đấy, không phải táo tàu đâu. Đấy, các bạn có thể là ngoài giống đài đào vàng mình giới thiệu ở trong video này, các bạn có dùng Đài Loan nhé, đại mật, kim đào mật, táo xuân, các loại táo nhé. Giá như hôm nay hàng này đang là 35 này các bạn này, 35k này đó, 35k. So với mấy năm thì nó rẻ hơn, các loại còn các loại xấu xấu hơn thì nó cũng đuối hơn các bạn ạ. Thế nhưng mà với cái mức độ thì trồng cái thời điểm này được thu hoạch cũng rất là ok rồi các bạn nhé.
Đấy, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh Núi Lùng Ngạn. Các bạn có nhu cầu trồng cây táo thì alo cho mình ship toàn quốc luôn. Đấy, cảm ơn các bạn.